Xin chào mọi người, tụi mình là Hoa và Alex. Hôm nay á, mọi người cùng đi theo chân Hoa để xem coi ở trong vườn của ba mẹ chồng mình sẽ có những loại trái cây gì nhé. Đầu tiên á, thì là cây đào. Năm nay được mùa trái cây cho nên cây đào á, cũng ra nhiều trái lắm. Nhìn nhỏ nhỏ vậy thôi á, chứ thật ra ngọt lắm nha. On ramasse tout? Tout. À maman, on ramasse tout. Ah oui, on est dans les cachets. D'accord. Hop. Et il est à côté, il regarde. Mais si je vais trop près, attention. Hop. Nhìn nè mọi người, trái nhỏ nhỏ nhóc luôn. Mà mấy cái đào này nó hay bị sâu lắm. Professionnel. Professionnel. Người ta hái trái cây thì người ta sẽ dùng than nè, hoặc dùng tay, hoặc dùng cái cây để mà móc mấy cái trái xuống. Còn này là ba chồng mình là chơi luôn bằng cần cẩu. Dùng cần cẩu để đưa mẹ chồng với lại Alex lên chơi cao, hái cho dễ. Bởi vậy mình mới nói với mẹ chồng mình là nhìn chuyên nghiệp ghê á. Mà hái như vậy thì cũng hay, là tại vì cái cây đào mọi người thấy này nó sẽ nhỏ và cái thân nó cũng mảnh khảnh á, cái cành nó cũng yếu á, cho nên nếu mà mình dùng than nha mà mình dựa vào thì nhiều khi nó sẽ bị té đó, nó không có đủ chắc. Còn mà mình dùng cây để hái thì nó cũng lâu. Hồi xưa mình không có biết, mình tưởng đâu là phải đợi trái cây chín thì mới hái. Nhưng mà thật ra là nên hái trước tầm khoảng một tuần. Thì khi mà mình để tủ lạnh xong rồi từ từ mình ăn. Chứ nếu mà đợi mà nó chín hết là mình không có ăn kịp. Regarde, elle a cassé la tranche. Ouais, un petit peu plus bas, ouais. Ouais. Nhưng mà hái cái trái cây bằng cần cẩu này nè thì sẽ chống chỉ định với những người sợ độ cao nha. Nhưng Hoa là Hoa không có dám leo lên đâu. Có hôm trước Hoa leo lên một lần rồi, xong rồi cao quá cái cũng sợ, thế là phải kêu cho xuống liền. Et par en bas encore plus. Sau khi mà hái xong thì nhà mình sẽ cân thử coi coi là hái được bao nhiêu ký nha. Mọi người nhìn nè, có tổng cộng là tới tận 6 khay đào lần đó. Tổng cộng hôm đó là nhà mình hái được 25kg đào lần đó. Bây giờ thì mình chuyển sang đi hái lê nha. Đây là cây táo. C'est facile. Ah. Oh. C'est l'élixir royal là où je suis. Les deux? Oui. Tu regarderas le nom. Pareil, les mêmes tailles, 20 par 120, c'est pareil.
Không biết mọi người có mê hái trái cây không nha, chứ Hoa với Alex rất là mê lắm. Kiểu ăn không có bao nhiêu đâu nhưng mà khoái hái. Ở trong vườn nhà mình thì sẽ có 3 cây lê. Cái này trái gì Alex ơi? Trái lê. Giỏi quá à. Trái lê. Chú cần nghe luôn đó. Dạ, hiểu. Giỏi quá. Hai trái lê. Hai trái lê. Hai trái lê cuối mùa hè. Hai trái lê gì? Cuối mùa hè. Cuối mùa hè. Cuối mùa hè. Là hai trái lê. Hai ngày trước khi ăn. Hái trước khi ăn. Hái trước khi ăn. Tại vì trái lê là mình phải hái lúc mà nó còn chưa có chín á. Xong rồi mình sẽ để trong nhà, khi nào mà nó chín á thì mình ăn. Chứ còn mà để mà nó chín là nó sẽ rụng xuống đất luôn. Với lại có mấy cái con ví dụ như ong này, hoặc là mấy cái con bọ nó khi mà không có ăn bể rồi. Có phải chờ đợi một chút. Phải chờ đợi 2 ngày. Chờ đợi 2 ngày. Chờ đợi 2 ngày thì có thể ăn. Có thể ăn. Hiểu. Trái lê dễ hái á, cái cây nó không có cao. Hiểu không? Không hiểu. C'est facile pour ramasser les poires. Parce que c'est pas trop haut comme les pommes ou les cerises. Trái lê dễ hơn. Dễ hơn trái táo. Dễ hơn cherry. Dễ hơn cherry. Trời ơi, lê quá trời luôn nè. Năm nay được mùa trái cây. Cây nào nó cũng hơi trái nhóc luôn. Còn năm ngoái ha thì thôi, không một trái nào. Đẹp quá. 4 trái lê. 4 trái lê. Je crois qu'on cueille tout. Mais tu peux cueillir ceux à côté de toi, c'est plus facile. Ouais. Elles sont beaux. Elles sont belles celles-là. Oh, je crois que c'est trop lourd. Trop lourd. Mà cái trái lê bên đây nó cũng khác với cái trái lê ở Việt Nam mình ha. Trái lê ở Việt Nam mình thì mình thấy nó nhiều nước, với lại nó ngọt hơn. Còn bên đây thì nó giòn. Hái đào, hái lê xong rồi thì bây giờ mình chuyển sang hái mấy em táo nha. Năm nay là được mùa trái cây cho nên cây nào là cũng có trái nhiều lắm. Từ cherry cho tới đào, táo, lê rồi mận nữa. Nhưng mà mấy cái clip mà quay cherry với lại hái mận thì mình đã bị xóa mất rồi. Cho nên thành ra là không có quay cho mọi người xem được, uổng ghê luôn á. Mấy cái trái táo mà nó nằm trong tầm tay của tụi mình thì tụi mình đã hái chùi lũi hết rồi nè. Mọi người thấy không, mấy cái cây này nè là không có còn trái nữa. Bởi vì cái còn ở trên cao là tụi mình chưa có hái được thôi. Thành ra là phải dùng cái cây để múc mấy trái táo này xuống. Cái cây táo này thì là cây táo ngọt nè mọi người. Nó có tên là táo chuối. Mà mình cũng không hiểu tại sao tên là táo chuối nữa. Không lẽ ăn nó có nghe mùi chuối ta. Mà cũng không thấy vậy nữa. Chỉ ăn thấy nó giòn thôi à, nó không có bị bột.
Nhìn vậy á, chứ hái bằng cái cây vợt này nè, nó cũng mỏi tay lắm á. Là tại vì á, cái cần cẩu của nhà mình á, là đang đem cho người khác mượn, cho nên thành ra là không có dùng cần cẩu để hái được. Chứ nếu mà dùng cần cẩu thì hái nó sẽ lẹ hơn. Hai cao. Hai cao. Quá bồn. Quá bồn. Ừ. Quả bơm. Quả bơm. Trái bơm. Trái bơm. À. Và đây là thành quả nè. Trái táo thì mình sẽ giữ được lâu lắm nha, mình không có cần phải bỏ trong tủ lạnh đâu, chỉ việc để ở dưới cái kho thôi. Xong là muốn ăn thì lấy ăn, ăn cũng được mấy tháng lận đó. Táo đẹp quá ha. Ngon. Ồ, trái thì to quá à. Wow. Ờ, trái này có. À, mais celle-là, c'est. Je vais mettre là alors. C'est des... Ici, c'est pour la compote. Đẹp. Ở đằng đây có một cây táo nữa nè, mọi người có thấy không? Ở đằng sau Alex á, thì ở trong vườn nhà ba mẹ chồng mình á, thì sẽ có tới tận 4-5 cây lận. Thì sẽ có nhiều loại táo khác nhau, có loại ngọt, có loại chua. Tại vì khi mà làm bánh á, thì mình sẽ cần dùng loại chua tí xíu. Hoặc là khi mà mình làm nước ép trái cây á, thì mình sẽ để hai loại ngọt với chua chung với nhau để nó tạo ra cái hương vị nó ngon hơn. Còn cái cây này thì lại là một cây khác nằm ở gần chuồng ngựa. Mọi người có thấy á, táo á, nó rụng đầy ở dưới đất không? Nhưng mà mấy cái trái dưới đất á, thì không có bỏ đâu nha. Tụi mình vẫn sẽ lượm lặt xem coi coi còn những cái trái nào mà nó tươi á, thì tụi mình sẽ gọt vỏ, xong rồi xay nhuyễn ra đem nấu lên. Thì tụi mình sẽ ăn với lại bánh mì nè, hoặc là ăn với dao ua. Cảm ơn mọi người đã xem video của tụi mình nha. Nếu mà mọi người thích kênh của mình thì mọi người bấm đăng ký kênh Hoa và Alex của Sống Pháp. Cảm ơn mọi người thật là nhiều. Hẹn gặp mọi người ở những video sau nha.